cứ 3 ngày xong rồi về ở bên nhau ở phía phía vợ, nói chung là ở đấy do mình làm việc ở đấy à, ở đấy là coi như ở nhà ở rể luôn á. Thời gian ở một năm sau mình mua nhà riêng. Thì lúc cũng thấy cũng mệt mỏi, mình thấy kêu trời, lúc mình ở nhà mình cứ càm ràm, mình nói trời ơi cái chồng này cũng cực hơn. Nhưng mà tự nhiên sao mình nhìn con á mình thấy vui, cái là tự nhiên cái mệt của mình á nó mình nhìn con á thì mình thấy nó mình phải vượt qua thôi. Rồi mình nói bây giờ anh vô đi em lo công việc làm cho không, em lo hết không sao hết. Có Quýnh hả? Một mặt tay thôi. Trời ơi. Học không dơn á. Có một mặt tay thôi chứ học giờ chưa đánh. Ồ. Cùng giờ mà học giờ 40 năm mà không đánh là dữ lắm cái đâu nhỉ. Đó là cũng như binh con á. Là cái con kiến mà thường thường ở nhà mà cỡ vui đây là có thiệt nha. Kiến ở nhà mà nó cắn thằng cô á. À. Tự nhiên nó cắn cô nó sưng. Tôi giờ mà tức, người ta nói mình quýnh. Mình giật tay cái học cái có. Quýnh. À. Quýnh giữ nhà giữ con mà không nên nữa cho nó cắn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tình Trăm Năm. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Quý Linh kính chào quý vị. Chúng ta gặp nhau để cùng đến với những câu chuyện tình trăm năm. Ở đó quý vị sẽ có những cái cảm xúc đông đầy và thậm chí là chúng ta sẽ tìm ra mình ở trong đó. Nhớ những ký ức ngày xưa, những kỷ niệm bao giờ nó cũng đẹp cả quý vị. Và hôm nay ngồi nhắc nhớ là để xem chúng ta học hỏi gì những câu chuyện tình trăm năm đó để chúng ta có một cái mối tình trăm năm như vậy quý vị. Hôm nay Quỳnh Linh sẽ kể quý vị nghe về câu chuyện tình của chú Đỗ Ngọc Hà 68 tuổi và cô Nguyễn Thị Kim Tuyến 61 tuổi. Họ đã kết hôn 39 năm rồi. Wow. À, xin chào cô chú ạ. Con chào cô chú. Dạ, cô chú đến từ đâu ạ? Hiện tại là cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, nhưng mà hồi đó quê cô ở đâu? Hồi đó quê cô ở Quy Nhơn á. Quy Nhơn, còn chú là quê đâu? Chú ở An Dương. À, An Dương cũng Quy Nhơn luôn. Vậy là hai người cùng chung một tỉnh. Hơn 39 năm về trước, lần đầu tiên cô chú gặp nhau là trong hoàn cảnh nào? Bây giờ cô chú có thể kể lại cho tụi con nghe được không ạ? Lúc đó coi như là mình ở Quy Nhơn, mình làm việc nhà nước, làm công ty thương nghiệp đó. Rồi nhà mình nhưng là số nhà ông bác là nhà 715, nhà của bà cô Tiến là 719, cách nhau một nhà. Coi như ông bác ông giới thiệu ông đi chỗ đấy có cái cô đấy cũng gần bên nhà mình nè, cô thấy cũng được thì có gì coi như là con xem nó được không, con quen. Ông bác giới thiệu đúng không? Ông bác giới thiệu chỉ thôi. Đi ngang qua mình nhìn thấy cũng được. Buổi sáng ra mình thường thường tập thể dục rồi mình đi ngang qua lại thấy cô quét nhà sân trước đấy. À. Cũng thời gian cũng như 5-7 ngày, 10 ngày đó rồi bắt đầu mình bước tới. Bước tới? Trời ơi, bước tới cửa nhà là... hay là? Đến là đến nhà cô. Đến nhà luôn? À, 50 ngày sau á, mình đi đến. À. Đến mình giờ đầu mình hỏi thăm, hỏi bà cái cô cái mấy áo mấy đồ đây có mấy đồ nam không? À. Mấy áo quần mà thì cô nói có nam có nữ có. Vậy là vô mai luôn. Không thì mình hỏi có mấy không thì mình chia chuẩn bị đồ, mình giải là hôm nào cũng như là đến mấy đồ. Chứ tưởng đâu chuẩn bị sẵn rồi xong rồi tới vô mai luôn. Hỏi trước chứ. Hỏi trước cho tự nhiên hỏi sẵn rồi lỡ không biết mai sao. Vậy đó đỡ mình thăm dò mà. Là lúc đó là cô ra tiếp chuyện với chú luôn. Đường vừa mai vừa tiếp chuyện luôn, mai ngồi mai á mà. Cô có dạy học trò luôn. Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Rồi có để ý anh này gì không cô? Hồi đó không có để ý. Sau đó mình có đem đồ là tới mai. Lúc đó cô chịu rồi thì chịu là chịu nhận đồ mai. Dạ. Mai á. Thì mình cũng về mua một bộ. Mua đồ mình mua vải ha. Tốn tiền quá trời đó đất rồi. Tới đò. Mua vải rồi đến mày rồi cô đo. Cô đo thấy cảm xúc không đo xong rồi dịnh. Đo là phải dịnh rồi e dòng qua cái eo rồi đó cái bụng đồ. Thì áo quần nam nữa thì vẫn đo bình thường chứ. Đúng thường mày phải đo thôi chứ. Giờ bắt ai cũng đo. Thấy khoái khoái không? Nói chung là cũng có để ý. Để ý thôi. Nhưng mà chưa đặng đỡ. Nghĩa là cô cũng chưa biết gì luôn. Chưa biết, đúng là chưa biết. Mai tới khi lấy đồ. Lấy đồ về thì lấy đồ về cũng mặc bình thường. Tại sao? Thì từ từ rồi mình rồi lúc đó mình may đồ đầu rồi mình muốn đến nữa, muốn tán nữa thì mình đến mình đi. Thấy may cũng được, hôm nào giới thiệu cho bạn bè may. Thấy cũng có cảm tình rồi, mình hẹn đi chơi. Thì lúc đầu cô cũng từ cháu chứ mà rồi sau này mình cũng 2-3 lần đấy thì đi. Chú rủ xem phim thì cô thấy sao rồi? Cô có để ý gì chưa hay là... Có biết ý đồ của chú chưa? Tôi biết ý đồ rồi, tại vì lúc trước là mình không có quen, không có để ý gì hết á, nhưng mà cũng gần sớm là mình cũng thấy cái chừng sau mà ông để ý mà ông cứ đi qua đi lại là biết anh là mấy cô cháu mà trong tiệm là cái biết là cũng biết là ông này có ý đồ gì. Cái nhóm trong nhà Mai họ
bàn tán rồi đó. Cũng biết, biết tại vì trong xóm mà. Lấy đồ xong rồi thời gian sau đó, cái tuần anh rủ đi, đi xem phim. Thì mình từ chối, mình không có đi, mình từ chối mấy lần đó mà anh rủ hoài. Mấy em trong tiệm đó nói, cô cứ đi đi, cứ đi. Kêu à đi đi, rồi đi xong mình có đi phim, đi xem phim. Rồi lúc đó là vô rạp phim là có coi phim không? Quan trọng là có coi phim không? Bây giờ con đố chú là nhớ được nội dung phim bữa hôm đó. Có coi phim nhớ mà, có xem phim rồi chúng xem chứ mà đều. Có đi xem phim. Thì xem cái cớ thôi chứ mà đều chung là cũng mà đều chung lúc đó ít cô nói chuyện lắm. Coi phim thôi chứ cũng như mình ví dụ như thấy phim với ảnh thì mình cũng hay mình nói vậy cái nói cho ảnh chứ còn nói chung là cũng chưa đâu dám tán tỉnh gì đâu. Không có tán tỉnh gì hết. Từ mình xem phim chẳng quen cái tự nhiên tán mình tấn công quá mạnh nó còn không được. Trong bóng tối thì thường coi phim nó có tai khều khều đụng đụng mới đầu là ngồi gần cái đụng vậy nè đụng vậy nè bộ nghiêng nghiêng rồi đó có không nói chung là lúc đó thì cũng mình cũng muốn nhưng mà điều chung là lúc đầu cũng hơi chưa luôn chưa quen từ từ chú bình tĩnh quá à bình tĩnh rồi xong buổi xem phim về rồi có nói nhau gì nữa không đúng coi phim rồi đi uống nước nhưng mà coi phim về cô tối ngủ có suy nghĩ gì không cô chưa có cái ấn tượng gì hết á chưa có gì hết tại chưa nắm tay nắm chân gì hết rồi bao nhiêu lâu chú mới gọi là tỏ tình nắm tay cô hay là nói gì đó nói chung là coi phim lần hai lần ba phải không rồi tỏ tình là mình nói coi như là ý mình cũng mây gió này khác đâu đó rồi từ tình cảm lần lần đó tự nhiên đưa đến mà nào mình đâu biết đó rồi cảm thương nhau mấy tháng mới bắt đầu là nắm tay được chung là khoảng tháng được rồi khoảng tháng hả nhanh quá chứ nắm tay trong rạp phim hay là ngoài quán nước thì ở trong đọc phim bán nước đó thì là cái học bắt đầu quen nhau chấp nhận đầu á thương nhau rồi đầu với nắm tay chứ chưa học đã chưa mình nhưng mà cô đã chịu chưa mà nắm tay học chịu đầu nắm nhá thì thí dụ như có quen mình không thế vậy cô ngại ngại từ từ tính như vậy cô nói vậy rồi ủa nhưng mà lúc mà chú nói hay mình quen nhau thì cô không có nói gì hết nhưng mà lúc đó cô có bắt đầu để ý anh chàng này chưa hồi đó đi bộ đội về đen thui lúc đó mình còn nhỏ mình thấy cái mình là dùng nhờ đen xấu rồi mình làm không thích chứ thời gian cái kiểu như cái là đi coi phim nhiều rồi cái là mình nói hơi giật cái bạn bè đi từ từ làm bạn bè là trong thời gian đó một tháng là làm bạn bè chứ sau thời gian cứ tới lui nhiều rồi đi thí dụ như xin phép ba má đi cha đi uống nước như vậy đó thì ba má cha đi đó, rồi từ từ cái tình cảm nó đến lúc nào mình cũng không biết luôn bao lâu thì mình mới đặt nụ hôn đầu tiên chú thì sẽ tháng thứ hai cũng nhanh rồi nha nhanh tháng thứ hai luôn á hả thì tháng thứ nhất thì nó quen tháng thứ hai là nắm tay tháng nhất nắm tay rồi tháng thứ nhất mà tới yêu là tháng thứ nhất à. Đầu tháng thứ hai mình bắt đầu mình nói thương nhau là mình nắm tay rồi mình nói chung là cũng từ từ là bắt đầu hôn luôn rồi à thì ủa trong rạp phim hay ngoài quán nước chứ rạp phim quán nước là sao dám hôn trong rạp phim nó tối quá nhiều khi làm ẩu biết không ẩu có la không nó vô duyên vậy đó nó vô duyên quá à. Chẳng lẽ dần chẳng lẽ nó xài đúng không à vô duyên là giống như chống chế thôi chứ vô duyên quá nửa đi không phản ứng thì cũng kỳ à cũng kỳ ha bao lâu thì cô chú mới làm đám cưới với nhau chung là khoảng một năm dạ cũng nhanh chứ hả một năm mình sao được nữ chung hấu thúc của bên nam nói chung là thấy công việc nam có ổn định công việc đâu nói chung là đi bộ đội về xin việc ngành thương nghiệp là học đấy nói chung là cũng được làm gì lúc đó chú làm gì mình thương nghiệp à thương nghiệp còn cô là may thì chung là hai đứa thấy công việc ổn định như gia đình ảnh đến thì sớm lắm như hồi ví dụ như quen tháng 2 đi là khoảng mấy 6 tháng là gia đình đến rồi nhưng mà tại vì lúc mà từ cuối năm á làm công việc may vá nó bề bộn lắm cho nên không có cưới được để qua cưới. Đầu năm sau mới cưới hầu đó đại ngọt trong cái đại mặn đại ngọt hầu đấy mà thời kỳ mà khó khăn quá lúc đấy cũng như là ai đâu mà đại mà đại mặn ít chứ đại mặn lắm thường đại ngọt là tốt lắm đâu dạ. Có dần nhạc rồi nữa mà cũng làm bài bản lắm á à. Dạ như vậy là lớn đám cưới rồi. Vậy là lớn quá hồi xưa không có phải đại ngồi bàn giống như bây giờ ví dụ như cái bàn mà bằng gỗ vậy làm một dãy dài vậy nè từ đầu trên tới đầu dưới vậy đó là cái gì mà vậy mình có cái album cưới còn mình giữ không còn trời ơi, của album cưới của ngày xưa nè quý vị. Cái này là album mới á. Cái còn hình nó cũ kỹ, nó hư, nó mục luôn á. Chứ sao mình lấy cái mình bỏ vô cái album đó. Khúc kia nè, khúc đây. À đúng rồi. Trời ơi, có cùng nhau bán hồi đó hình trắng đen không à.
Nè, có được một cái tấm hình màu nè. Tấm hình màu ở gói Sài Gòn chụp á. Phải gửi đi Sài Gòn rửa cả tháng trời mới lấy vậy. Đám cưới như vậy là quá lớn rồi. Dạ. Thật ra nhà có điều kiện. Hồi đó đãi bánh kẹo. Thì mình cưới nhau về mình ở đâu hả cô chú? Lúc đầu cưới nhau về thì chung về nhà bên mình ở coi như là 3 ngày 4 ngày để cứ 3 ngày xong rồi về ở bên nhau ở phía vợ. Nói chung là ở đó do mình làm việc ở đó, ở đó. Là coi như ở nhà ở rể luôn á. Thời gian ở một năm sau mình mua nhà riêng. Mua Quy Nhơn luôn. Mua Quy Nhơn. Ở An Nhơn luôn. Không, tại Quy Nhơn luôn. Bao lâu thì cô chú mới có người con đầu lòng? 3 năm sau là có luôn á. Chung là đầu năm cưới là đầu năm cưới cuối năm đẻ. đầu năm này cưới là đầu năm sau chứ, đầu năm sau đẻ. Coi như ta nói là mắng đẻ đó. Dạ. Thì hiện nay cô chú có bao nhiêu người con rồi? 3 người. Lớn nhất là gần 40 á. Tài. Rồi tới con gái. Gái rồi tới gái nữa. À, 2 gái 1 trai. Có gia đình hết chưa cô chú? 2 đứa có rồi, còn 1 đứa chưa. Còn đứa Út hả? Rồi cũng ở Quy Nhơn luôn. Không, ở trong ngoài á. Ở trong Hồ Chí Minh này. Dạ. Khi nào thì cô chú mới chuyển vào trong trong đây? Năm 94 là bắt đầu vô Sài Gòn rồi. Nhưng mà lý do tại sao cô chú lại chọn ở trong đây để mà lập nghiệp ạ? Lúc đấy là cô đi... Đi học. Đi học. Qua Tết xong rồi đi học. Tu nghiệp ngờ ấy. Rồi đầu vô này rồi bạn bè rú sao rồi đi may luôn rồi đầu thi vô cái gì... An Phước á. Đậu luôn rồi đầu thấy công việc đó, may luôn. Rồi đầu muốn ở trong này lập nghiệp tháng này dễ dàng rồi muốn lập nghiệp này luôn. Lúc cô vô đây thì chú vô chưa? Chưa. Ủa vậy đó hả? Vậy hai vợ chồng mỗi người một nơi. Vậy là một mình nuôi con. Con vô mấy tháng cô ngày làm có việc ổn định rồi con. Là xin hầu đấy là xin mấy đứa xin trường á. Xin trường nhập học. Đầu gì mới đầu xin được đầu gì lúc đó chuyển vô. Là lúc đó mấy đứa rồi chú? Hai đứa. Tức là một đứa sẽ xin ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2000 mới xin. Vô này xin á. Lúc mà cô chuyển vào trong đây thì coi như là cô đã có được công việc ổn định rồi. Nhưng khi chú vào thì là chú làm công việc gì ở trong này? Vô này là may theo cô luôn. Đi theo cô may. Chú học may luôn hả? Hầu đấy là may gia công là mình về mình may mình tập may rồi mình có học trò rồi mình coi là khác cũng tự nhiên rồi may nó quen may luôn. À. Nếu như may theo công đoạn hả? Mình công cứ may theo cái mình may từ từ nó quen. Công việc rất là ổn định, ngày xưa cũng đã may rồi. Chú thì công việc khi lấy nhau cũng có công việc rồi. Rồi sinh hai người con ở ngoài Quy Nhơn như vậy thì nó có khó khăn gì không về kinh tế không cô chú? Thì cũng khó khăn chứ, khó khăn là mình đi hay đi công việc nhiều. Khó khăn chứ, tại vì lúc mà anh làm là anh đi công tác liên tục à. Mà mình ở nhà là vừa may rồi vừa chăm con rồi cũng khó khăn chứ. Mà nhiều lúc mà mình cũng cứ có công việc mình cứ ráng vậy đó. Ráng công việc được nhưng có ghen, ông đi hoài có ghen không? Thì cũng ghen chứ, mà nhiều lúc đó con nhỏ rồi lúc công việc đó là cứ nhiều lúc ghen là mình cứ càm ràm hay là mình cứ vực bội vậy thôi. Rồi cũng là cái cũng công việc của mình cứ lấy công việc ra mình là cứ hết ngày này qua ngày khác rồi con cái nữa. Nhiều lúc anh đi á mà lúc là hồi mà đẻ cái thằng con đầu lòng á bệnh liên tục á, ở nhà cứ giao cho mấy đứa thợ nó làm, còn mình là cứ ở bệnh viện. Mình đi nhiều á mình chắc chắn mình sẽ gặp những cô gái có đôi khi là xinh hơn vợ mình. Không, cái đấy như là hầu đấy mình có vợ cũng ít nghĩ lắm, lúc nó nghĩ không nghĩ tới. Hầu đấy công việc giống như công việc chính. Cái kinh nghiệm của anh sao khi gặp một cô gái đẹp thì anh làm sao để tránh được điều đó? Thường là mới cưới vợ rồi đầu mình thương vợ con biết không, rồi đầu công gặp công việc nhiều, công việc công tác á, mình tới viện á xong rồi là mình cứ lo công tác xong là mình làm xong mình về nhà. Hầu cứ quen nhau mình nói trước là mà quen nhau trước là công việc anh hay đi. Nhiều lúc cũng thấy cũng mệt mỏi, mình thấy kêu trời, lúc mình ở nhà mình cứ càm ràm mình nói trời ơi cái chồng này cũng cực hơn. Nhưng mà tự nhiên sao mình nhìn con á mình thấy vui, cái là tự nhiên cái mệt của mình á nó mình nhìn con á thì mình thấy nó mình phải vượt qua thôi. Quan trọng cái tháng không có gửi đủ tiền không? Tiền thì có chứ, tiền thì đem phải đủ đủ luôn nên tiền về mới mua nhà chứ. Mình cái nào ăn cái nào tiêu phải không, có chừng nào thì mình dành dụm, mình chưa có nhà cửa phải phấn đấu á. Coi như là năm 94 là cô chú vô trong thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, rồi đến năm mấy thì cô chú mới có được căn nhà đầu tiên ở trong đây? Năm 2000 mua đất. 2001-2002 á thì chuẩn bị 2001-2002 là cái cấp nhà. Dạ. Hồng báo vô là ở với quận 10 á, ngã 7 á. Rồi sau này về 4 xã. Lúc đấy mình vô này làm ăn có tiền ngon rồi, thu tiền nó tương đối. Rồi có tiền mình lên 4 xã hầu để mua một ghế. Đó nó khu nó vắng mà. Dạ. Hầu nó vắng lắm, nói chung là lên đấy cũng như là mua cái mua 1000 mét không? Không, hầu để mua ít thôi, mua coi như là một căn thôi, 4 15 4 16 gì đó.
là đủ cất nhà đâu. 60 mét là mình mua là 60 triệu để cất đủ nhà. Mà 60 mét hầu đó mới 60 triệu chứ mà hầu đó còn tới mười mấy ca vàng á. Cô chú chỉ có một thời gian xa nhau thôi, một mấy tháng thôi đúng không? Là người Quy Nhơn, người ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Con thì vô 3-4 tháng. Rồi sau này mình gần cả năm mình đi vô. Gần cả năm chú gần mới cả năm do biết đâu ở đó còn công việc công tác mà. Sau này lúc mà thật thì giảm biên chế bao cấp á, rồi đầu thấy bà xã bà đi vô này làm ăn cũng được, rồi thấy vô này thâu đưa này vô cho con luôn á. Vậy một mình cô trong đây lo cho hai đứa nhỏ. À, khó khăn thì vô đây là mình làm mình giống như mình xin trường học ở quận 10, xin trường học cho hai đứa con. Rồi mình nói bây giờ anh vô đi em lo công việc làm cho không. Em lo hết không sao hết. Tại mình nói chủ yếu là mình nói để dẫn con vô, chứ mình lúc đó nhớ con quá trời nè. Dạ. Là anh dẫn con vô. Dẫn con vô rồi anh về để mà cần giữ như phải chuyển công tác hoặc là lãnh lương một lần gì đó. Phải lo công việc xong rồi mới về. Trong thâu giờ nghỉ lãnh lương một lần, lãnh số tiền đấy rồi mình đỡ mình làm ăn á. Chú cũng rất là chiều theo cô, đó là đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Chứ nếu mà chú lúc đó là vẫn cương quyết là không, anh không vào, anh ở ngoài đó thì rất là khó cho cái xử lý của cô chú ha. Thì đúng rồi, nếu mà không vô thì khó. Khó do con cái vô này, vợ con vô này mà. Thì chung hai vợ chồng ở mỗi người mỗi nơi nó cũng hơi khó khăn rồi. Nhiều khi cuộc sống rồi hạnh phúc này khác, nói chung nó cũng nhiều cái nó đủ việc đúng không? Thành chú thì đi làm suốt như vậy, cô mỗi lần đi xin thì chú có chăm sóc? Chăm sóc thì chu đáo lắm, nhưng mà điều cắn cái là tại vì công việc phải đi hoài à. Khi mà lúc con đau mà ở bệnh viện chờ lúc nhiều lúc mình con mà nó đau chờ mình bồng xuống bác sĩ, nhiều khi bác sĩ quen mặt luôn, nó ủa sao cái bà này giống như là nuôi con có một mình vậy đó, mình khóc luôn á. Ủi hả? Đó, nhiều lúc mình khóc luôn á, mình giống như là mình là không có chồng mà có con vậy đó. Nhiều lúc nghĩ vậy đó, nhưng nghĩ vậy rồi thôi, thời gian thôi là bác sĩ đi coi như cái thằng đề đầu á là đi bệnh viện liên tục. Vất vả thì nó phải thu tiền nhiều hơn đâu. Công việc làm nó liên tục thì mình trong ngày đêm luôn, họ nướng may cho công thì mày ngày đêm luôn. Kêu thợ là nó may cho mình á, kêu năm mấy ngày năm mấy người gì đó, may nó may cho mình mình lấy cái công lợi đó nhờ vào đó. Ta gia công cho công ty. Ví dụ cho công ty, rồi nó kêu giờ mấy công ty rồi mình kêu lính thợ chia năm mấy cái trả lương nó cả lương tháng. Làm tại nhà luôn. Làm tại nhà luôn. Ô vậy thì nó gọi là thuận lợi quá. Rồi mình sinh đứa thứ ba ở thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung là cỡ cũng hầu đấy cũng vui. Là hầu đấy cũng không tính không có sinh đâu. Năm 2000 hầu nhập sự cố 2K chứ không nhớ không? Sự cố 2K họ nói là cái năm đó cũng như là nó có thể là nó bị sụp đổ và chết vậy đó, nhớ mấy người nhớ cái năm đó mày. Cần Thơ đó. Là chú với cô xả láng luôn. À lúc đó em có cái bạch nữa. Đã cứu không là chính. Vậy là lúc đó là cô có thai, lúc đó là cô cũng lớn tuổi lớn rồi dạ. Vậy nó có nguy hiểm không cô? Có nguy hiểm đó, cho nên lúc mình sinh nó ra là bị bệnh á. Sinh nó ra coi như 4 ngày là về bị bệnh á. Mình ép tim. Tưởng là đi lúc đó rồi chứ. Tưởng chết lúc đó. Chú sinh bình thường, nhưng mà khi sinh ra rồi bắt đầu 4-5 ngày tự nhiên người nó mệt á. Lớn tuổi. Lớn tuổi mà hồi xưa ở quê là cứ kêu hơ lửa cho nó cho lẹ đi rồi cho nên khỏe rồi mình ra mình làm, chứ tại vì công việc cũng nhiều. Bà già vợ là ba người lớn tuổi á, họ làm theo phong cách của người lớn tuổi á, ý là nằm thang đó. Từ trung chuyển từ Quy Nhơn vào thành phố Hồ Chí Minh nó cũng gặp thuận lợi luôn, công việc nó ổn định, rồi ba đứa con thì cũng mua được nhà, rồi xây nhà nữa là quá tuyệt vời rồi. Nói chung cũng được. Nó chỉ là khó khăn trắc trở, nhưng mà những cái chuyện đó thì mình cứ thấy thôi, cái công việc của mình nó dễ rồi mình bỏ qua hết. Chứ nói chung là sống gần 40 năm thì nó cũng có lúc có, chứ mà thấy coi như là có con là mình vui rồi. Thấy con là vui, nhưng mà khi mà hai vợ chồng cãi nhau đó thì sao để mình nhịn được, ai nhịn? Nói chung là trong thời gian ở Quy Nhơn thì ít ghen tương hơn vô Sài Gòn. À. Sài Gòn là gì ở bốn xã hay ghen hơn. Lên này là hết may rồi, không hết có may nữa. Mà giờ là qua buôn bán. Hầu ở quận 10 thì may nhiều. À. Bắt đầu là không gì rồi, chứ bốn xã cũng có may thêm 1-2 năm nữa. Một năm hai năm nữa đầu ổn định cái tới đầu mình mới ra cái đại lý bia, cái karaoke nữa, cũng hát karaoke ở tại nhà nữa. Là, nói chung là kinh tế nó cũng hơi rồi, nói chung lúc đấy mình cũng có tham gia địa phương, đi công tác nhiều nữa, đi quen đi làm ăn á, ở đấy cái giấy tờ này khác, hay đi uống cà phê với mấy bà. Nói chung là lúc mà bà hả ghen chút, có ghen chứ mà mình ghen dữ không chú? Nói chung là cũng có ghen, so trước là có ghen chứ mà mình không có mà ghen gì thế vậy. Không phải có gì chứ, có gì mà không màu ghen cô. Mấy bà hãy chọc á, thường thường nói chung ổng đi giận dữ lắm đó. Thì bà thường thường đàn bà ai cũng ghen cái vậy. Tại anh làm công tác xã hội mà. Công tác xã hội rất ở khu phố rồi đó, hầu đấy làm công tác khu phố là hầu đấy là mình làm ở đó là trưởng khu phố, hay ghen rồi
cãi rồi, ý nó đi đâu mà đi hoài vậy mấy anh, mà mình công việc mình đi có tiền mình đi á, ghen mà đi không có tiền gì hả, ghen chứ có tiền mà ghen gì. Đúng thì rồi. Chung là bạn nghĩ tào lao phải không, mình nghĩ thật bà tào lao hả, vô lý. Dạ, tôi nói nhiều khi mà thấy mấy bà vô lý. Cô kệ đi cô, sao cũng được miễn có tiền đem về là được rồi cô. Thì nói nhiều lúc mình bây giờ mình cứ nghĩ vậy thôi, nhưng mà hồi trẻ chứ giờ mình không nghĩ gì nữa. Thật ra hai người này chưa chắc cũng đẹp trai đẹp gái lắm á, à, giờ cũng còn đẹp, bắt đầu đẹp lão rồi đó, phong độ rất phong độ luôn. Hầu giờ quýnh cứ vợ chưa quýnh quýnh một mặt tay thôi. Có quýnh hả? Một mặt tay thôi. Trời ơi. Hầu không dơn á, có một mặt tay thôi chứ hầu giờ chưa đánh. Ồ. Cùng vợ mà hầu giờ 40 năm mà không đánh là dữ lắm đâu. Hầu đó là cũng như binh con á. Là cái con kiến mà thường thường ở nhà mà cỡ vui đây là có thiệt nha. Kiến ở nhà mà nó cắn thằng cô á. Tự nhiên nó cắn cô vào chân. Bây giờ mà tức, người ta mới mình quýnh. Mình giật tay cái, không cái có. Quýnh giữ nhà giữ con mà không nên nữa cho nó cắn. Thường mình thương con lúc đầu cái đứa con á. Mà hay bệnh á, lúc đó mình quýnh cái. Thôi để nó ra tại cưng lắm. Để sao cắn đúng cù nhỏ. Nó sợ thiệt. Chắc bộ người ta muốn à. Vừa làm vừa mai nè, rồi vừa chăm con nữa. Đàn ông người ta có con trai nó có chỗ đó thôi. Mà để con kiến cắn đúng chỗ đó. 40 năm mình bánh một lái, ở bây giờ chơi vô nào cũng có. Chú, nhưng mà con hỏi thiệt là sau khi chú đánh xong á thì chú có hối hận về cái hành động của mình không? Tức là đánh cho mình nghĩ cũng phải sai. Mình nói là vậy, mình nói là nó bị vậy mình cũng sốt luôn á, chứ ông giờ ông đánh mình nói ổng mà không biết sao tợ bồng con mà chạy từ nhà mà đi xuống cái đường Trần Phú á, bác sĩ nhân là biết ha, là xuống là tới bệnh viện đó, trời bồng chạy xuống hỏi bác sĩ, trời khóc kể với bác sĩ quá trời, nói bác sĩ sao con của em nó bị vậy nè, chứ trời bác sĩ cũng cười luôn, nói trời cái này đâu có gì đâu, là tra thuốc thoa là đúng 12 giờ 12 tiếng đồng hồ là nó sẽ hết à, mình thấy mình sợ. Nhưng mà khi ông tán mình á, trời tán mình tức không. Mình khóc mình chạy qua mép bà nội mới la, các bà nội bà cũng thương lắm. Nội ở nhà bác á? Nội ở nhà bác á. Rồi có giận hơn hay là xong rồi thôi, không có giận luôn? Thì bà nội la không, thì bà nội nói mày ở nhà mày giỏi, mày ở nhà mày giữ đi. Nó cũng ở nhà nó cũng làm quá trời luôn, bà nội cũng la lắm, bà nội bà cũng thương lắm. 40 năm cô chú ở bên nhau rồi, trải qua rất là nhiều những cái hỉ nộ, ái ố, kể cả những cái trận giận hờn nhau vì con cái. Thì ngày hôm nay chú có gửi cho cô một cái lá thư và con sẽ đọc cho cô nghe ha. Em yêu thương, hôm nay là một ngày đặc biệt và anh dành rất nhiều thời gian để viết lá thư này cho người con gái đặc biệt của đời anh. Chúng ta đã có một quá trình đồng hành cùng nhau vượt qua những khoảnh khắc mất mát tưởng chừng như nhấn chìm cả hai ta. Em đã không bỏ cuộc, tin tưởng anh rồi lại tiếp tục một mình vượt qua những thử thách cũng như sóng gió và khó khăn để gia đình mình có ngày hôm nay. Và anh cũng nhớ lại ngày kỷ niệm mình quen nhau và kỷ niệm ngày mình cưới nhau của chúng ta. Còn 102 ngày nữa là tròn 40 năm ngày cưới của chúng ta. Sống chung với nhau gần 4 thập kỷ qua, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nỗi buồn, gian nan, khổ sở, nhưng cũng vượt qua. Mình đã có 3 con, một gia đình hoàn hảo. Cảm ơn em rất nhiều đã nuôi dạy con, nay đã nên người. Mong sao quãng đời còn lại mình sống sao cho hoàn hảo. Anh trân trọng em và chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành. Nguyện xin trời Phật cho gia đình chúng tôi giữ gìn hạnh phúc và bảo trợ tình yêu này bền vững. Yêu em nhiều. Thôi giờ chú biết về tình cảm gì chưa cô? Chưa, không có viết thư, chỉ nói lâu lâu cũng canh định nói thôi ạ. Giờ lá thư này cô cảm xúc như thế nào? Cảm ơn anh, lâu lâu 40 năm mới viết thư. Rồi, chú viết thư cho cô thì cô cũng viết thư lại. Lá thư của cô gửi cho chú, cô Linh sẽ đọc giúp cô nha. Anh thương mến, mình sống vợ chồng như vậy đã được hơn 40 năm rồi anh à. Trong suốt quãng thời gian chung sống với nhau, chưa một lần nào em nói cảm ơn anh. Nhưng hôm nay em muốn nói cảm ơn anh đã cho em một mái ấm gia đình, được làm mẹ của 3 đứa con thân yêu. 40 năm biết bao nhiêu thời gian khổ, từ 2 bàn tay trắng tha phương nơi xứ người để nuôi con khôn lớn trưởng thành. Cảm ơn anh đã cùng em lập nghiệp, cùng em vun đắp xây dựng tổ ấm của gia đình. Nhưng có đôi lần em làm anh buồn vì tính hay ghen và hờn giận nơi em. Xin lỗi anh vì điều ấy.
Lời sau cuối, em mong anh luôn có nhiều sức khỏe. Vợ chồng có chuyện gì, giận dỗi, cũng mong anh sẽ là người làm hòa và bỏ ngọt trước anh nha. Chồng yêu của em, ký tên vợ yêu của anh. Ôi giời trời, ngọt không anh? Ngọt, ngọt, ngọt ngào. Thấy sao anh? Thấy thấm thiết ngọt ngào. Thấm thiết ngọt ngào đúng không? Đây này, quan trọng là chồng yêu của em ký tên vợ yêu của anh. Quan trọng là những lúc có giận nhau thì chú phải bỏ ngọt trước. Rồi. Nhân dịp hôm nay thì anh cũng có cái món quà tặng em. Chiếu chiếu luôn kìa. Quá dữ luôn. Trời ơi. Cảm xúc cô bây giờ như thế nào, nói chú nghe đi. Em rất vui khi nhận quà của anh. Chúc cô chú cứ mãi như thế. Một cuộc tình đẹp, một câu chuyện đẹp. Và chắc chắn rằng con cháu sẽ làm tấm gương để nhìn vào đó cũng sẽ có những câu chuyện tình đẹp như cô chú. Chúc cô chú khỏe, hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.